Để như sau, người ta có thể điều chế được cao su bona từ CH4 theo sơ đồ như sau. Thầy giải thích cho bạn từng phương trình một. Rồi, phương trình đầu tiên là từ CH4 do tác dụng của 1.500 độ C bằng phương pháp làm lạnh nhanh thì chúng ta tạo thành C2H2 cộng hydro. Tiếp. Sau đó từ cái phương trình thứ hai, từ acetylen chúng ta thực hiện vẫn nhị hợp là hai phân tử hợp lại với nhau để tạo thành CH2 nối đôi CH. Đây là vinin, acetylen là C nối 3 CH. Sau đó từ cái thằng vinin em sẽ cộng cho hydro. Và để tạo thành butan-1-3-diene thì xúc tác ở đây chúng ta sẽ biến từ liên kết 3 về liên kết đôi. Và cách làm như sau. Em sẽ dùng xúc tác là PANADI trên chì cộng BODAC. Nhiệt độ đun nóng, được chưa? Như vậy đây là CH2 nối đôi CH, CH nối đôi CH2. Sau đó chính cái thằng butan-1-3-diene này sinh ra để trùng hợp để tạo ra cao su. CH2, CH nối đôi CH, CH2 tất cả n lần. Được chưa em? Như vậy em nhận thấy như thế này. Để trong sơ đồ mình nhìn thấy này. Cao su bona chúng ta là C4H6 tất cả n. Khi mình làm những cái bài tập mà liên quan tới cái polymer, cái giá trị n trong polymer không ảnh hưởng tới bài toán mà chúng ta tính toán một đại lượng nào đó. Nó sẽ ảnh hưởng khi đề yêu cầu chúng ta tính hệ số trùng hợp thì có hỏi nó. Còn nếu mình để n thì mình làm nó hơi khó, do đó bài này chúng ta cho n bài đi. Thì đằng này là C4H6. Vinin acetylen là C4H4. Như vậy đây từ hai thằng này để tạo ra đây thì đây là hai. Nếu đây hai thì chỗ này sẽ là bốn, em hiểu không? Em hiểu được sơ đồ chưa? Rồi chúng ta đến này. Để cho như sau. Để yêu cầu chúng ta là tính thể tích khí thiên nhiên chứ không phải tính thể tích của CH4, em hiểu không? Như vậy đây là thiên nhiên. Người ta cho chúng ta là 100 kg cao su bona. Để yêu cầu chúng ta là tính thể tích khí thiên nhiên là bao nhiêu? Biết CH4 chúng ta chiếm 80% thể tích thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình đạt 60. Bài này thầy sẽ làm bằng một phép tính như sau. Đầu tiên, em sẽ lấy 100. Thầy không cần đổi đơn vị luôn. Bởi nhìn trong bốn đáp số thì không có đáp số nào nó trùng mà nó khác dấu phẩy thì bài này không cần đổi đơn vị. Em lấy 100 này, em chia cho cao su bona là C4H6, 12 nhân 4 cộng 6 là ra mol thằng này. Mol thằng này thầy sẽ đẩy qua cho CH4 bằng cách thầy nhân 4 là ra mol của CH4. Thầy nhân cho 22,4 thì ra thể tích của C2H4. Được chưa? Rồi. Rồi, thầy sẽ nhân cho bao nhiêu? Thầy do thằng này chiếm 80% khí thiên nhiên. Như vậy thầy sẽ nhân 100 chia 80 thì ra thể tích khí thiên nhiên. Do thiên nhiên chúng ta là trước phản ứng. Trước phản ứng thì em nhân cho 100 em chia cho hiệu suất là 60. Và cái đó bài toán chúng ta trở thành bài toán một phép tính thế thôi. Mình tính đây bằng bao nhiêu? Nó lại nha. Đây là số mol của của cao su bona này. Và chúng ta chuyển mol đây. Mol CH4 gấp 4 lần nhân cho 2,4 thì ra thể tích của CH4 này. Em nhân cho 100 chia 80 là ra thể tích của khí thiên nhiên. Do thằng này là trước phản ứng, thì chúng ta nhân 100 chia cho hiệu suất để được lượng ban đầu. Bằng bao nhiêu? Rồi. 3 4 5 6 7 9 ở số đẹp vậy ta. Số tiếng này. Rồi. Ai kiến gì câu này nữa không? Bà Hiếu bảo ơi.